mở đầu video mình thân chào cô chú anh chị em. Xin chào cô chú anh chị các bạn và các em nha. Giờ mình đi ra vườn cắt rau để vô ăn kèm với cá tai tượng chiên xù. Wow, mưa xuống cái nhìn rau thấy đã được. Mà tính ra thấy rau gấp cá hình như là nó mạnh hơn cái rau găm này em ơi. Nè, trong cái nguyên cái này là thấy rau gấp cá hình như nhiều hơn luôn á. Nãy giờ cây quế đó thấy em cắt tươi tả luôn nè. Em vừa cắt vừa tỉa luôn hay sao? Quế này hả, nó bị gì á? Bị gì? Như mưa xuống đó, nó bị vàng vàng ú ú lá hết trơn. Ờ, lạ quá. Ở chợ không có quế bán luôn á. Lúc này quế mắc lắm. Ồ, vậy sao? Hôm qua đi vô chợ mà thấy người đó không có quế bán luôn. Người ta nói quế nó bị mưa hư. Mà gì á, nó cái mùa này nó vậy á, phải xịt thuốc, mà thuốc có lúc này nó mắc quá. Cho nên người ta cũng không có xịt luôn. Không có quế bán. Cái khu vực này rau găm đang tốt nè. Chứ qua anh kia em cắt mấy cây rau thơm nữa. Ở đi ra bên ngay cái gốc mai đó, bên mé bên của dì Tư á. Rau gấp cá à? Ừ, cắt mấy cái rau cá nó tốt quá, chừng hồi nãy nó tốt quá. Thì không ăn nó già ra bông ngủ. Ra cắt mấy cây rau thơm. Bữa nay á có vợ chồng Út Đạt nó đi công chuyện nữa, rồi nó ghé đây chơi nên mua cá tai tượng chiên xù đãi nữa. Rau với cá. Tiếp tục rau nữa hả? Ai tới đây là cứ rau, lúc nào cũng có rau. Để qua kia em cắt mấy cái rau húng cây á, là rau thơm á. Số đậu ấp này ăn được rồi, giờ cắt luôn đi. Để lát vô chiên gì đó, mình chiên mình ăn luôn cũng được, chứ không cắt đó để nó già uổng. Nó muốn già rồi đó, này không ăn là ngày mai nó già hết á. Nó mau già lắm. Này chiên chấm với tương ớt ăn ngon. Đi cắt mấy cọng hẹ vô ăn sống luôn. Hẹ này cắt khoảng một tuần lễ là nó lên lại như, gần giống như cũ luôn. Rồi chuỗi lũi bên đây nữa nè. Nó mau lên. Nó có đợt vậy chứ, mà đợt này mà nó lớn lên một lượt đó nha, là ăn không kịp nữa đó. Vậy á, giờ mình lựa cái nào lớn lớn mình ăn từ từ. Biển ở trong đây mà có mấy trái này. Bao nhiêu đây chắc cũng đủ rồi. Rồi còn mấy trái bự trên đó đó. Thôi để lại lần sau đi. Để dành đi ha. Giờ mình đi qua bên kia mình cắt rau tiếp tục.
tốt cái chừng tốt luôn á. Ừ. Nó chịu mát mát rất thịt nữa nè. Ừ. Đây, lá nào lá đấy nhìn thấy mê thiệt. Tốt ghê. Một phát màu ha. Thấy ghê chưa? À, ghê quá ghê. Thấy sợ chưa? À, sợ. Sợ quá. Chém chuối như chém bùn. Rồi, xin chào hai cưng. Ừ. Ừ, ngon. Khỏe hết ha. Ừ, anh chị. Ừ. Rồi, ông đó, ông đi. Hết rồi, hết rồi. Hai cưng đi hồi mấy giờ xuống quá sớm luôn ha. Sớm không? Bữa nay tới lẽ sớm. Đi 5 giờ đó mà ngủ quên tới 5 mấy luôn. Dìm lum vậy. Tặng chị đó. Cô biển. Ủa tao ở xứ cua mà. Mà biết biết chị thích cua luôn mới ghê chứ. Uống nước đi. Vừa sạch luôn rồi, da đâm sạch. Em sợ để nha đá nấu. Ngay đã lắm rồi. Trời ơi, đi mua cua đâu vậy? Quá đã. Chợ chạy Vinh bự chà bá luôn trời. Ừ. Chợ hết hồn đi, không hết chợ. Là mua trong chợ nhà Vinh hả? Đúng rồi. Trời ơi, tao xuống đây tao bắt xuống sông tao bắt thiếu gì? Có không? Nói sớm thì thôi đem ra trả lại. Thôi để ra trả ba lại. Trả lại ở xuống sông bắt luôn. Mới thì cắt rau vô. Cái chị quán chỉ nói cua này là cua tự nhiên. Cái này nuôi hay vậy? Cái trời nuôi sao để phải đúng cỡ mới bán được. Cái nó bà nói cái cua mấy cái con đực cũng ngon nha Đạt nè. Đúng rồi, nó hơi mềm. Tôi lựa cái loại mà có một cái nhiều. Đúng rồi, cái nó ngon. Có con cái nó cứng sản, cứng như đá luôn á trời. Quá cắm vô. Cái con đó chắc loại luôn. Ê Vĩnh có gặp cá không con? Không có, có được trong cái nồi cũ mẹ chồng được. Ê bứng ra chồng nó nhảy ra dữ lắm luôn. Ở đây mới đầu có xíu à, bây giờ nó quá trời luôn á. Rồi bữa nay nhà mình ăn cá tai tượng chiên xù, có vợ chồng Út Đạt xuống chơi. À, giờ cá tai tượng này mình hai con cá này nó còn sống luôn á, cho nằm đi chút rồi chừng nào mình ăn mình hay chiên ha, giờ mình lặt rau mình làm hết mấy cái này trước đi. Ăn cá bự quá. Rồi chút rồi mình ha con cá chiên cuối cùng là lên ăn luôn á. Quá trời rau rồi. Có gì vậy? Đậu gọng đúng không? Đậu gọng nhóc. Ơi hột nhóc luôn đem về chồng không? Thôi chỉnh nhóc trên anh hai anh cho rồi. Vậy hả? Tà le hết đi. Ừ. Cái đậu gọng nhóc luôn. Giờ để tao chọn ra đi cho lặt rau đi tao đi. Cái này nó nhảy con. Miếng dưa chua. Cái này là cái gì em nào? Cây cây đó là cây ngải phát tài. Ngải phát tài à, anh mua về anh đặt tên lại là mãi phát tài. Lặt dao bỏ vô đây đi. Ta đem đi ta luộc thịt trước đi. Dạ. Luộc miếng thịt. Vậy hai chồng mình lặt dao nha, ta đi luộc thịt cho. Rồi cá tốt dữ bà. Cá đó chiên phải dầu nhiều mới ngon à. Đúng rồi, mua ít dầu á. Mấy lúc dầu thì còn cái củ cải này trước. Thơm. Đây trồng rau tốt lắm nè. Ừ. Chị tay chị vậy? Chị Năm bấm mát tay á, mà trồng gì cũng tốt. Anh Đại anh trồng gì cũng không lên, bị sâu ăn hết trơn. Đại ngon, ngon mới ăn, sâu nó mới ăn. Ừ, à, à, đúng rồi đó. Ngon á, sâu nó mới ăn. Ở đây Duy Nam chứ chồng chỉ có xịt thuốc vô mình không?
không, chỉ chủ yếu là, ha, là thứ nhất là mình bón gì phân đó, phân mà phân mụn dừa á, à, phân mụn dừa với phân phân bò đó, cho cháu đồ đó, rồi còn lại là tưới nước. Ở trên em trồng mới lú đầu ra là bị sâu nó ăn rụi hết trơn. Sâu dữ lắm. À. Với cái đất nó thấp, khó trồng, nước đậm. Ở đây thì cái đất hình nó cũng hơi xốp. Nó xốp. Với lại nó cao, mưa nó chút nước hết, nó không có bị ứ nước. Cho nên mưa cái nó ngập giống như là cái mương vậy đó. Ừ. Ở đây đỡ hơn cái đó. Cái củ cải trắng, cải đỏ này ra để làm dưa chua. Cái đồ bảo là ừ, có 15 ngàn cái rồi đó. Lẹ. Ừ, mấy mình đó. Cái này nó thấy ngọt ngào. Nhanh ngọt lẹ luôn, nữa không nè. Cái này mới, cái gì mình xài với nó bị cũ á, đi lục rồi. Cái này xài cũng lâu rồi nè. Không xài từ bé. Vậy hả? Đó là không xài thì bị rét rồi. Nó hơi gỉ chút xíu rồi là nó bị lục rồi. Ra quá trời năm. Ừ, cho ăn giao độn mà. Ai tới đây chứ cho ăn giao độn không á. Giao độn hết luôn trời. Thì chủ yếu là rau đó. Làm như nãy giờ nở ra thêm vậy là. Có hai con cá mà một đống rau. Quá trời rau luôn. Nói chung là để rau lên là không thấy hai con cá luôn á. Ở dưới này chị Nam trồng được khúc lũi không? Có, mà không tốt dữ lắm luôn á. Mà bữa nay nó bị rụi chơi không ăn á. Trời, cái này là số anh Đạt xui à. Anh đi kiếm cái đó là anh trồng đó. Ủa vậy hả? Ê, ra lát còn ngắt được nhiêu đó thì đem về trồng. Nó nhảy lẹ lắm. Ừ, lát ra nhổ. Ở bên mình cái đó trồng với miếng luôn mà. À, bán mắt nữa. Vậy hả? Nhưng mà qua một thời gian mà trồng mấy cây rau này á, hai cân anh thấy là hình như cái đất phân đồ á, hình như mấy cây rau này nó thích lắm nha. Đó, phải có phân hữu cơ đó, nó tốt tự nhiên. Cái này mụn dừa với cho cháu với phân cò. Đó đó. Không, nó tốt một thùng nó lên hết biết luôn á, rồi cái không ăn cái tự nhiên nó cụi mẹ. Nó đúng rồi, nó kiểu như là nó lên nó tốt tung tầm phải không? À. Qua đợt đó cái rụi. À. Rụi xong rồi nó mới mọc lại. Nhưng mà cái lúc mà nó lên nó tốt quá, chị ăn là chị phải cắt ngang á, à, chứ đừng có lặt. Chị để nó rụi chứ tự rụi ăn không hết. Cái này mình bào xong rồi nè, mình bóp muối vô đây và đem đi xả cái ngâm giấm đường làm dưa chua. Nhanh gọn lẹ. Ừ, nhanh gọn lẹ. Xong rồi đó giờ đem đi xả nước. Giúp cá này ăn lên thuốc. Có hẹ luôn. Hẹ nhà chồng luôn á nha. Hết hồn chưa? Hết hồn luôn. cây này hơi lạ nha. Cây này hơi lạ nè. Cây đó cây bông cái gì á. Ừ, cây đó, đó là đúng rồi. Vì rau cỏ mà. Rau cỏ này đúng là rau cỏ. Có rau có cỏ luôn. Còn đi ôn thi chưa có được nghỉ hè, Tiến thì được nghỉ rồi, còn Như thì trong trường nghỉ hè nhưng mà còn đang ôn thi vô trường chuyên á, cho nên nó đi ôn rồi. Cái này là ôn vô trường chuyên luôn á. Ừ, à, 9 lên 10. Có lý dữ à. Vô chuyên đó mà thấy coi vô nổi không, đang liền. Hy vọng á. Như học giỏi hả? Học cái gì đâu mà vé khen vé đầy nhẹ cho hết chỗ vé rồi. Chừng nào hết chỗ vé cho em nha. Em chở vé phụ nha. Đi đâu mà quá trời á hen. Tiến nghe cậu Út nói chưa? Việc cố gắng học nhiều nhiều cho cậu Út con. Hồi xưa Út học là chỉ có được một tờ với hen nhất luôn con. Này nó một năm nó năm số tờ lận. Thì ghê vậy. Ừ. Năm số tờ lận á thường. Còn năm số tờ. Tại vì bây giờ là mở ra rất nhiều cái cuộc thi trên mạng đồ á đã. Ừ, ngày xưa thì mình ít cái đó, bây giờ nhóc luôn. Bây giờ
thiết này không chơi. Đó em học 8 năm được tờ. Hú hồn. Hú hồn. Trời ơi mừng hết sức mừng luôn. Ý mà hình như cưng nói vậy, anh nhớ lại á. Tính ra vậy cưng còn hay hơn anh nữa. Hình như anh nhớ anh 12 năm anh hình như không có tờ nào chứ. Là được lên lớp. Được lên lớp không? Ừ. Em sẽ học 8 năm. Trời. Đó là dưa chua xong anh em quậy giấm đường để vô trong cái cải này nè. Dưa chua. Mẹ ơi tóc hành ăn mới ra được món rồi đó. Ừ xong ra món rồi đó. Giấm mua nhà luôn á, mua giấm nhiều lắm đẹp. Dạ. Xong dưa chua rồi đó. Giờ xây qua để bằm tỏi ớt rồi chuẩn bị làm mắm nêm. Mắm nêm với nước mắm hai thứ đi, có ai ăn gì ăn. Mắm nêm ngon á, làm mắm nêm không cũng được, mấy đứa nhỏ có ăn mắm, được không? Không được thì làm mắm mắm thôi đó. Chứ mắm mắm cá cơm ngon á. Mắm cá cơm. Mắm cá cơm chấm là nhức nách nhức nách. Tốn tiền thuốc nữa. Mẹ con mới cái tô lặt chung luôn. Tí biết ăn mắm cá cơm con. Mấy đứa này nó biết ăn mắm. Vậy là cho nó nước mắm. Bên em làm nước mắm, bên em làm mắm nêm. Này nước mắm thì em để nặng tắc vô đây với đường với miếng nước vô đây rồi nè. Giờ em cho miếng nước mắm vô nữa. Nước mắm này hơi bị mặn nha. Hơi mặn ít thôi à. Ừ. Đó giờ em quay đều lên bên đây. Còn bên đây thì khóm em bầm ra rồi. Em cho đường vô. Giờ em nặng tắc vô tiếp tục. Mèo của năm có sở thích bắt bướm ha. Trời ơi thôi nó bắt cái gì nó cũng bắt hết trơn á. Gái nó ngồi nó gần nó gần luôn bướm chụp. Vậy đó. Ừ. Cái gì nó cũng bắt hết á. Không có tha cái gì trơn á. Mèo này giống anh năm phái bắt bướm rồi nè. Giống giống chủ à, giống chủ à. Sao mắm cá cơm thơm thơm hả? Thơm. Tự nhiên nghe cái cũng chảy nước miếng kỳ trời. Thơm quá thơm chị sao nổi em. Ngủ thiệt chứ. Có dưa hấu luôn hả? Có dưa hấu. Bỏ tủ lạnh nha cho nó lạnh ăn. Đây chút đi tôi cắt ra cho em. Dọn trên ngăn đá đó. Dọn bớt xuống đi tại nước xanh nha đa nhiều quá. Rồi giờ mình cho tỏi với ớt á, bầm nhuyễn này nè, giờ cho vô cái nữa, nói mà mất nết gì đâu, cho vô đây rồi nè, cho qua nước mắm bên đây, gì cái này người ta gọi là cầm lòng không đậu hả, ý mà đâu phải mình em đâu, anh cầm máy đây nè, nãy giờ còn cầm yên cái máy là hên rồi đó, chứ mấy là gớt cái máy luôn rồi. Mấy nó chảy lên trên máy tùm lum. Chảy nước miếng hả? Ừ. Cái mùi này đúng là đặc trưng quá lạ rồi. Sao cái mùi mắm nó nghe cái là cái thèm đúng không? Ừ, chịu nổ. Dân miền Tây mình nghe mắm là khoái à. Đào bồ tử chứ cũng ăn. Ủa, đào bồ tử ăn được hả? Ừ, cử mắm á. Vậy vậy? Ừ. Nó có phải cử cay, cử chua rồi chứ. Nè thì chua cay trong đây đó luôn, rồi mắm. Rồi luôn á. Chua cay mắm. Ờ. Thơm ngon, thơm ngon. Mời bạn ăn nha. Rồi nó bắt được con gì rồi kìa. Nó rình mò tối ngày vậy đó. Còn bây giờ thì được mãng cầu nè, mãng cầu. À, cái này già rồi nè. Đâu già ha. Ờ, cái trái kế bên cứ coi chín rồi. Thấy không? Thấy luôn đi. Ta biết gì không? À. Anh mà để nó chín cây mùa mưa này á, dồi không à. Ở chảnh có y vậy luôn. Ừ. Ở chảnh là để chín cây là dồi. Ừ. Hai cái này hái vô 2 ngày sau ăn. Ừ. Dạ chứ mà. Cái chín cây là bị dồi. Ừ. Đợt này trái mãng cầu quá nhiều luôn mà, nhưng mà ngay mưa không biết mưa. Là ăn được bao nhiêu trái. Ủa, ăn chưa? Có ăn chưa? Là mấy bữa mới bắt đầu chín nè. Mới dạ. Đó mới bắt đầu ờ. Đặt ăn miếng khóm kìa, đặt hồi ngay luôn. Đang làm thử miếng khóm à, khóm à.
Ngọt như đường luôn á anh. Hả? Hả? Ngọt rồi. Lắm, ngọt lắm. Rồi nghe nói xong là kiểu như phải bỏ máy xuống mới được. Là làm miếng liền. À, làm liền mới được. Ngọt lắm. Quất liền. Rồi em ăn tiếp đi. Nó ngọt mà cái cùi nó mềm nữa chứ nó không có cứng nha. Ngon không? Quá đã, quá đã. Ôi, lâu lâu mới được trái khóm ngọt dữ nha. Tính ra nó ngon chứ thơm bự bự á. Cái thơm á nó được phong độ hoành tráng. Đó bự bự, bự chà bá coi đã. Đúng. Nhưng mà cái độ ngọt đâu qua khóm này. Ngọt không qua khóm đâu. Nhưng mà cái đó nếu bà con cô bác nào mà thích ăn vừa vừa ngọt á là ăn thơm đã hơn nha. Mà thơm nước nó nhiều á. Nhiều. Ngọt ra nó nước nó chảy tùm lum hoàng. Ừ. Mà đợt này em kiếm mấy cái trái vàng trái chín là kiểu như kiếm đắm đuối á. Đợt này nó giống như nó đang lớn, đang bự á. Qua cái đợt gộ rồi phải không? Qua đợt gộ rồi. Dây phủ qua bò. Bò được cây tắt luôn rồi. Ừ. Như đây chắc đủ rồi quá ta. Ừ. Rồi bây giờ mình chuẩn bị mình chiên cá, mình bắt cái chảo dầu lên nè. Mình cho miếng bột bắp vô. Để cho nó đừng có nổ văng á, văng dầu. Cá này á mình đã rửa qua muối với chanh đồ sạch sẽ rồi đó. Cái mình xát một miếng muối với miếng chanh lên đây để cho nó xù cái da con cá. Giờ mình lau cho nó ráo hết nước cho nó khô. Xong rồi giờ mình cho cá vô chiên được rồi đó. Đây. Dầu lên giống như tắt nước bì vậy. Bắt đầu cái kỳ của nó dẫn lên. Chưa đầu cho nó dẹp. Thế nào? Không rồi. Ở trong nhà hàng nó chiên để đứng không có. Ủa vậy hả? Nhà mà chấm cho nó bơi trong chảo vậy hả? Xong rồi cái nó lấy cái giá nó xấu vậy nè. Cái là nó thùng ra hai bên. Wow, vậy ha, có kỹ thuật không? Bởi vậy ở nhà mình vậy là chiên con cá đứng luôn hả? Con cá đứng, bởi vậy nó chiên cái chảo bự lắm. Giống như hồ bơi vậy. Vàng được chưa, vàng chưa? Vàng rồi đó. Vàng hả? Ừ. Vàng cái mặt này là ok đúng không? Ừ. Đây chính rồi đó. Kéo nó chút lên chút xíu cái đuôi nó. Ê, đừng làm gãy. Trường đầu nó lên. Đúng rồi, đúng. Ừ. Dạ. Quá ăn hả? Cái gì bò ngư vi cá vậy? Bò ngư vi cá mà. Ừ. Cái này là đuôi cá chứ không phải vi cá nằm trên nè. Rồi giờ chiên đây đi đã. Đúng không? Lát xong vớt thả nó lên cái này nha. Rồi, cho nó lên cái cầu cho nó ngồi chứ. Cái da của mình nó cho nó lên cái cầu kia nó lẻo luôn. À, xấu mỡ. Người ta nói gà xối mỡ. Đây là cá xối mỡ luôn à. Thơm mùi dưa chua. Thấy này giống như dùng bánh mì quá ha. Dạ. Thơm quá. Thank you.
gì vậy? Sót lại hả tiền? Nó lộn vô. Gần lát cái sắt để qua đó đi. Rồi sắt thịt luôn nha. Dạ. Sắt thịt vô dĩa này. Mày chị xuống gì coi cái cá còn đạp nó tới đâu à. Rồi lấy chén múc mắm rồi ra luôn. Cho nó nguội á, một hồi đang cạnh nó dễ hơn. Nó đang nóng nóng để lên nó khó lắm. Nó đẩy hả? Ừ, nó đẩy. Để cho nó nguội nguội mình cầm bóc nó dễ hơn. Biết sao em dở hơi lên không? Sao? Dở hơi lên cho cái dãy nó đừng có đè xuống cái chảo cho nó bung bung cái dãy ra. Đó, bây giờ hy vọng cái con này cho cái dãy nó bung ra. Con rồi đè dẹp nó xẹp luôn rồi. Nó xẹp luôn. Nhưng mà cái này họ buông ra chắc nó áp xuống chảo rồi chắc nó cũng xẹp luôn đó. vậy bây giờ một hồi chuẩn bị cưng áp xuống chảo lật qua bên kia luôn chơi liều ơi. Nó chưa phải cho nó về nữa. Cá leo lên cầu rồi. Ừ, màu nó nhiễu mỡ rồi. Vậy nó nhiễu mỡ luôn á. Bỏ mỡ xuống luôn. Đây cây cầu bên đây để cho con cá kia cho nó chút nhỏ chứ. Đó, làm bưng cá này lên. Phải kinh chứ không có còn cái đường nào. Tiền ơi, tiền con cá bự quá, hai chị em kinh luôn à. Lắc lư. Cái nhì này hình như cầu tre lắc lư. Cái bắp chuối nhỏ quá hả? Cây cầu tre lắc lẻo gập ghềnh hả? Hình như là cái biết gì không, cái chân nó không có vững á. Cái bắp chuối nó yếu. Bên này nó dùng nó lạnh. Qua đây keo trên cầu rồi đó. Chắc ăn không nha, để ngồi vô đang ngồi ăn cái nó sập cây cầu cái căng à. Nhưng mà cái này là phải bỏ xuống chứ đâu có để trên được. Làm kiểu thôi ha. Như đi học nào mới về anh Năm? Chút xíu rồi. Dạ. Rồi bây giờ thì mưa luôn rồi. Chiếc xuồng này á, hai vợ chồng của cái anh ở xóm nè là kéo lên, nghe nói để sửa sang chét đồ lại. Dưa hấu này còn tươi nè, để vài bữa lá đỏ dữ. Ừ, dưa hấu còn tươi. Cú nó còn mới chết đó. Ừ, này mới cắt. Nó giòn. Wow, cây cầu đó thấy có lý hơn cây mới nãy ạ. À. À, mới sửa lại đó. Ừ. Con này nó hơi yếu rồi. Chết rồi, con này yếu rồi. Này mới rửa tay nha cả nhà. Để không biết là bốc vô không dám, à không ai dám ăn luôn á. Đứng vững rồi ha, em ơi.
Rồi, cá tai tượng chiên xù cuốn bánh tráng, mời cô chú anh chị em ăn với gia đình mình nha. Rồi, mời cả nhà ăn cá tai tượng chiên xù với gia đình mình nha. Xin mời. Xin mời cả nhà ăn cá tai tượng với gia đình chị Năm. Dạ con mời ông bà cô chú dùng với gia đình con. Dạ con mời ông bà cô chú ăn cá tai tượng với gia đình con. Rồi, mời cả nhà dùng bữa nha. Nay xuống anh chị Năm đãi ăn hoành tráng quá trời luôn. Đây, cho anh luôn. Rồi. Đây. Qua. Rồi đây cũng có luôn. Làm mày cuốn thịt trước đi rồi xong rồi cái hạ ăn cá này xuống. Cho cá nó ở trên cầu treo một chút nữa. Hai con. Bữa nay hai con nhìn trên bàn có hai con cá hả? Sao mối đệ tử đó giờ mới thấy không? Lạ quá lạ. Nhìn hoành tráng luôn. Hoành tráng luôn. Bánh tráng này nhúng miếng nước không? Hỏi nhúng cũng được luôn. Hỏi để ra vào nước uống, nhúng cá mỏng. Đây thích nhúng cũng được. Cái vị nước mắm nó đậm đà, nước mắm của sao Thảo coi. Nước mắm này nước mắm Long Xuyên nấu á. Nấu à? Nấu á, nấu nhà. Chứ không phải mua ở ấy đâu. Chỉ mua ở trển của ta nấu nhà, nấu nhà. Nhà mình nấu là nó sẽ bị hôi nha. Đúng rồi, này nước mắm này ngon. Này ngon. Nước ngon. 30.000 lít. Nó có mùi này hửi nha. Thơm. Không, cái mùi thơm đặc trưng của nó. Đi mua nước mắm ở ngoài không bao giờ có được mùi này. Trong này chứ. Đúng rồi. Đây có nước mắm chưa? Có mà. Có mùa á. Có mà cái nhà không có. Có bữa trước nó đi hái cũng được mấy núm. Biết sau này nó hết là sao? Cũng như cái đất của mình đó, thấy mình bồi với nó cao lên á. Biết rồi cái mối nó đâu có còn mọc được nổi. Cái gì cái? Ai mà thích giàu là cứ bữa nay ăn cho đã luôn. Quá trời là bỏ mắm vô. Mới nãy lặt mỗi tay luôn hả Tiền? Dạ, bạn hết. Giờ mình hạ con cá rồi chứ mình dĩa không? Rồi hạ xuống ha. Dỡ nó xuống đi. Cho cái dĩa bên kia đi, cái dĩa này nó dĩa dầu mình quá. Giờ em chuyển món qua con cá nha. Thử cá hay đào con cá đi. Cái này là phải bóc bóc tay vô nữa mới được. Rồi. Còn dùng bữa gặp gấp mặn tay chút xíu hả? Chứ mà nó giòn quá. Nó cứng. Nghe cửa mình không muốn nó đan. Cái dãy nó giòn. Miếng cá cái coi. Cá thì nó ngon nhưng mà nó bị nhóc. Nó tiêu. Rồi em đâu ăn đâu. Rồi, đây, đi đâu luôn. Có quyền tùy chứ. Đó, quá đã luôn. Ăn gì không?
di cá không như cái di cá đó nha. Bồng như di cá. Có di cá đó. Giòn quá giòn. Đặt cái gì cá lên. Nó giòn mà nó không xù ha. Muốn xù quá là phải cái chảo nó rộng nó thoải mái, cá nó lơ lửng nó mới xù được. Nó bơi. Ờ, kiểu rồi đó. Gì cá này cho ăn bên đây ha. Còn miếng thịt nữa. Ừ, dạ ăn được không? Để, không cứ cho ăn bên đi. Sao ha? Nó cuốn cái này nó hơi khó. Bây giờ ăn thịt trước đi. À, thịt nó dễ cuốn. Ăn cá hai lần. Giòn. Giòn mấy không? Thôi thôi, chứ không giòn hết. Ăn mấy cái dãy phía dưới đây à? Nó mới giòn được. Thấy cơ nó nhỏ. Cái này di cá, gọi di cá, cái dãy cá hay là cái kiện cá? Di cá là cái gì ở trên lưng đó, của con cá mập. Còn mấy cá thường này thì không có gì hết. Ở trên lưng đó, cái cánh bườm nó đưa ra đó, đó cái di cá đó. Cái đó mình gọi cái kỳ gì hay gì đó không? Quay cá đó. Cái đó là làm người ta bắt cái mập rồi người ta ăn cái đó không đó. Nhấp thịt trên đây cho hết đi, cái mình lật qua mình kìa. Còn con nữa. Ê, mình cuốn mà mình quên dưa leo. Trời. Quyết định không sai không vậy nha. Xe ngồi phải không? Nếu cái tài bẻ không? Xé rồi hả? Rồi. Cái đó còn lại ngồi ăn sao đây ha. Ngồi đây đi. Chị dành đi. Chị dành. Ở dưới cắn vô hay cứ nhắc. Thôi chị ăn tự nhiên nha. Ăn thì màu hết mồi rồi về, đơn giản vậy thôi. Không hết là không cho về hả? Thôi. Nhiều ông đứt kia nó xuống đây ăn hết thôi chị. Không hết mồi đó đi. Bắp. Khô luôn. Không mấy cây đồ bắp. Mới bén bén vậy à? Ừ, trái. Vô gốc. Cái đầu ốp á, đã. Từ mà trồng lên mới mốt tới nở trái á, cứ ăn riêng luôn á. Thấy quá. Là là ừ, nó cứ mới ăn xong quá, qua cà phê cái ngày nào mốt á là cũng có ăn nữa rồi đó. Nó ra liền liền. Vậy á. Để quên vài ngày ra là cứ như làm giống luôn. Có dạ. Ăn cua đi con. Ăn cua à? Ăn cua à? Cái đây này nó ít có thích ăn cua tôm. Vậy là cua con để dành phải không? Để dành nó chút la gai ăn sao phải không? Thì bây giờ ăn dưa hấu đi.
xíu tranh thủ để qua ăn món ruột à. Món nào món ruột cũng tốt. Tốt mày chứ không? Tốt là nửa trái không con? Lúc bữa làm nhà con mua tính ra 40 ký. Đang làm mệt hay gì thôi ơi. Làm mệt đến đâu ăn cơm đâu. Mát mẻ đó, ăn gì đâu. Đó tôi lạnh là lạnh đó. Ở đây ăn chị hấu rồi đó, qua chị chị hấu mắc lắm rồi. Ừ. Cháy có mấy chân nè. Hả? Về ăn cháo đã. Rồi. Chị hấu bệnh mắt. Giờ không gì nữa vậy. Chị hấu bình thường thôi. Chị hấu mình nữa nè. Dưa hấu mà giống như chặt không được thì sao? Cái loại mà đặc biệt của Nhật á. Ừ. Một trái là được kiểu. Ừ. Dưa hấu đen á. Vậy hả? Ừ, bạn nó có cái loại dưa hấu nổi tiếng của nó, dưa hấu đen á. Giống như dưa hấu chân Tết mình mệt, cái đen lùi á. Ừ. Cái đó. Mấy chục triệu một trái á. Đúng rồi, ăn gì nổi. Rồi nó giòn. Ăn hết ăn được. Dưa hấu nó còn. Dưới này dưa hấu ăn chứ mình thấy nè. Kêu dưa hấu ở bển có mùa nó có. Dưa hấu đó chắc là cái gì? Đặc sản bên bển hả? Ừ. Cái đó, hiếm là sao, khó trồng như thế nào ạ? Tại vì mùa đông đâu có trồng được đâu, hết đông rồi bắt đầu ta mới trồng. Mầm gà quá trời, ăn hết. Cái này nó da không có giòn. Hết mắm chưa, lấy mắm. Lấy mắm. Không còn mắm. Nhiều nữa không con? Con nói vậy ăn số cuối thì no quá trời. Thôi vậy no là xuống trước rồi mày. Ở đây còn ăn tiếp. Xà lách này, xà lách này quên, xà lách nào ăn. Cái này xà lách ở đây mắc lắm. Ăn hoài, gao mắc. Kim sườn. Ngày mưa gió suốt mà gao nó khó trồng. Ừ, rau mắc ghê luôn á, nhưng mà được cái mình trong nhà. Luôn. Ăn đi, ăn nhiều vô. Để ăn đồng hết, anh mong anh không cho về à. Quý định về đi. Ăn cái nào hết thì thôi nha. Trợ giúp, trợ giúp, trợ giúp. Trợ giúp, đây, cô quyền trợ giúp. Rồi xong luôn, trợ giúp lại đi. Rồi. Đó, ăn từ lúc trời nắng chuyển qua trời chuyển mưa luôn rồi kìa. Yeah. Mưa rồi nắng, nắng rồi mưa. Nói mưa là chuyện của trời. Tiếp câu sau anh xong. Đau lưng nhức mỏi có thầy năm đây. Hay quá. Bởi vậy ông bà mới nói đúng là cái tuổi trẻ mới nhạy bén. Là xích cổ thành thơ này hả? Xích cổ thành thơ rất già rất rồi. Không có để trong cái dĩa không có cuốn được. Cái dĩa nó bị dính dầu. Đâu xa đó. Thôi dính dầu. Xong đi xong chở bé lên đi. Trời ơi. Hai đứa ngồi chiếc xe. Chở đó nó là tấm ba đó. Tấm ba nó lớn rồi mà. Tấm ba này chứ. Nó bự bằng mẹ không? Cái này giờ đi đó. Nó đi hai chiếc đó. Để dành nha. Lúc trước thì chở nó có 1 chiếc à. Giờ cũng 2 chiếc. Tranh thủ như vậy nè. Bây giờ anh đang dựng xe. Ngay cầu ở ngay tiếp tục qua cái cá này nha. Dạ. Có cá luôn hả? Ừ, qua luôn. Để dành nó quá. Bây giờ cậu để dành đi hồi gì hồi nhâm nhi sao. Cái chợ Trà Vinh cái chợ cá nó dài dữ ha.
Thì nói chứ là chưa đi chạy trà Vinh luôn á. Chưa. Đi vô vòng ngoài mướn tráng mua đồ thôi. Được. Chưa vô trong luôn. Cái đường mà sát mấy sông luôn á. Ừ. Bán hải sản nhiều lắm luôn. Ừ. Cái đường đó là mấy sông không? Là đi hình như là Bắc em thấy nguyên cái đoạn đường dài luôn á. Đường Bạch Đằng á, bến Bạch Đằng. Bán nhiều chỗ khá nhiều. Chợ lớn thiệt. Ở đây chợ lớn này không? Chứ đâu đi chợ ngoài đâu. Nãy chạy ngang ngoài không? Bán quá trời tôm cá và tôm sống không? Đây. Ở đây gần biển chắc ta đem lên ta bán nha chị. Ừ. Chứ ngay chợ đó cũng chợ lớn nữa. Như Mỹ Long mang lên. Dưới đây tôm cua nó nuôi rồi, cái này nè đem ra bán. Ừ, dưới đường ở đường này đi thẳng vô ra ngoài nước đỏ này là nuôi nhóc rồi đó. Ủa, ngoài đó nước mặn ra mà nuôi vậy? Ừ, ngoài thông lớp. Ở đây là trong đập, ra ngoài đó là ngoài đập á, nước lớn lắm. Cái tham mấy tháng nước nổi nhà nó rất cao nó ngập luôn á. Trong đây tự biến lại cống rồi á. Số là tôm cua gì? Đi chạy xuống chút xíu chà cuông khu bánh tét chà cuông á là bắt đầu dưới đó là nuôi tôm rồi đó. Xuống đây chút xíu rồi là xuống dưới luôn không tới miền hải tôm cua không. Trời ơi gạch khối luôn à. Dạ hả, đó lợm nè. Ừ. Ừ, nó khối tới đây luôn này rồi. Này. Ngon rồi. Trên miếng bánh tráng này muối này đó, muối để chấm này. Ừ, bên đây có. Ừ. Ừ. Quá xa gặp. Nhưng mà cái con này là ớt này nha. À, con được đó ớt chắc luôn rồi đó. Nè không, ớt sợ mà không có gì luôn. Người ta bán á, ta cột nguyên chùm. Rồi sau lửa. Ủa mình được cắt ra chứ. Tự nhiên à, này nó sợ. Cái đó không biết nữa, không có hỏi. Không phải, tự nhiên này không biết chứ mua cua là người ta lựa được quyền lựa mà. Em thì em nghĩ vậy chứ anh nghĩ rằng gặp anh mua chắc anh mua cũng như uống đạt vậy, không dám kêu cắt ra đâu. Tại vì thấy nó còn nguyên chùm. Hình như họng lệ của anh ta em ơi. Nó dính á. Còn nguyên chùm cho đỉnh bò á. Gặp em chắc em lựa đúng không? Đúng rồi. À. Các bạn nhảy xuống mà lựa tiền. Em nhưng mà như anh nghĩ tiền có khả năng là lựa là giá khác á. Dạ đúng rồi. Giống như rồi, giống giá như ăn thua người ta giao thôi. Em nói bây giờ chị lựa như gì thì cô em là nhiêu tí gì đó. Còn nguyên sâu thì giá khác. Có khả năng là vậy. Chém lựa hết, cô giữ cô ngon của tay là đâu. Ăn cua là phải để anh lạc rồi chị. Vậy hả? Chị nghe lụa cua hả? Chị ăn cua. Một con này nó ớt. Nãy lựa là lựa cái chùm nào mà nhiều cua cái nhất. Ừ. Thường cua cái nó sẽ mập hơn. Cua cái ngon, cua đẹp. Cua ớt này là lạ đâu, giống như của người ta làm bán rồi. Tao làm á. Làm sao hay vậy? Thì đâm để đường nhớ. Muối với ớt với đường. Để đâm nhiều vô là nó ngọt. Ừ. Kiểu như mà người ta làm nước chấm người ta bán ở ngoài nước cào bán chiên ăn hải sản. Có gì chợ ở trung tâm Trà Vinh nó lớn không anh Đông? Ừ. Thì cái chợ khác mình đi á. Đó là phải trung tâm. Ngay đó là trung tâm đó. Đúng rồi. Trung tâm nói vậy là ta bay à? Đúng không? Ừ, có. Hồi sớm mình đi là ngay trung tâm, ngay bệnh viện Đa Khoa luôn đó. Không. Em nghĩ trung tâm là sẽ ở trong chứ không phải là ở ngoài đây. Hồi sáng hai em đi chợ nào? Đi chợ ngay chỗ bệnh viện Đa Khoa tỉnh Trà Vinh á. Chạy xuống chút nữa là ngay cái sông Bạch Đằng á. Sát mấy sông á. Qua trường đại học có cái cầu gì đó thì quên rồi. Qua trường đại học cầu đó gọi là cầu Long Bình 2. Đúng rồi, nó ngay cầu á. Ngay cầu đó quẹo vô. Ngay đó, trên bản đồ ghi là chợ Trà Vinh mà. Ngay cầu đó hai cái quẹo bên trái đúng không? Được rồi, không phải không? Đúng rồi. Rồi. Ở đó không phải trung tâm Trà Vinh đâu, đâu phải.
rồi cái cưng chạy Mỹ xuống dưới cái cưng quẹo một cái nữa bên ta phải cái nữa cái giải mà chợ Bạch Đằng hồi sáng tụi tôi đi á là trung tâm của chợ Trà Vinh á là cái mặt sau mặt bờ sông rồi cưng mấy đổ dài ra phía trước nữa thì mặt ngoài lộ nó vậy đó thì đi ngược trở lên á thì là trung tâm ở đây chỗ này còn thiếu mà bên anh trung còn thiếu trong kia là cái đó là có chợ thì được gọi là chợ huyện còn mình ở đây là chợ xã còn chợ ngoài đó là chợ cái gì gọi là thành phố luôn á chợ tỉnh chợ tỉnh thành phố chợ sớm hỏi bà kia rồi nó chợ này là chợ tỉnh nó lớn dữ trời tưởng hồi chưa là trung tâm mọi nữa thì nói chung là bây giờ hai cưng xuống đợt này đi vô trong chợ là đúng dịp luôn đúng dịp gì không cái chợ mới xây dựng lại mới cáo và tôi thấy rộng lớn lắm đúng không hoành tráng lắm nói vậy đó chạy hoài không hết hơi nhiều ốt rồi đài truyền hình của thằng Trà Vinh nó nằm đâu ốt ngoài kia nữa đường ngã ba đuôi cá đường ra Long Đức á nằm cả hướng kia nghe nó rộng dữ ta thì nói chung là cưng thì cưng không có gành đường hết ở đây cho nên cưng thấy cũng khá rộng rộng nhưng mà theo anh so với Vĩnh Long là ở đây nhỏ hơn nha đường xá đồ với cái sự mà gọi là đô thị phát triển đó thì ở đây chưa bằng ở Vĩnh Long quá trời luôn. Long giờ nó xây tất mấy cái tòa nhà mấy đồ sộ quá cái kiến trúc đồ ở đây đất rộng còn cây nhiều đúng rồi đúng đồn chính xác cây ở đây nhiều cây quá trời cây thậm chí vô cái khu vực mà là dính cái chỗ mà gần cái chỗ hồi sáng cưng mua cua này nè là khúc dưới chợ đi chịch lên trên mà anh nói trên ngoài lộ á mà lộ lớn ha thì tôi sẽ phát hiện ra một lọt 3-4 con đường là toàn là cây cổ thụ không em ăn cua nó đi còn nấc nữa nè ngon quá nãy luộc nhiều quá tiền nó còn kêu nói anh Đạt anh thích ăn cua luộc thêm nữa nó mấy nhỏ nó ngoan nó nhỏ đây ngộ lắm cua tôm rồi nó ăn lắm kỹ vậy đúng rồi yêu là thằng tiếng nó bị dị ứng với cua ít ăn lắm bây giờ hết dị ứng rồi lúc trước dị ứng nhưng mà bây giờ hết dị ứng rồi cũng ăn nữa ít ăn cái này nó cũng đỡ cái mọc lên hình như nó đỡ con linh là đỡ rồi đó không chứ lúc trước thả nó thôi nó chơi một chút là tao nói nó dị ứng tùm lum y như tiếng vậy đó ăn hết nổi rồi tan hết nổi rồi ăn cua đi nãy giờ anh cũng đấm đuối rồi á nữa hả quái trời hết mấy con cua đi nè thôi làm miếng thịt đi cảm ơn cua nè thích giấc bộ rồi để dành đi ha Đạt cua đó để dành đi hồi điện lại ra ăn tiếp không có chịu ăn nào hết hả về để về giờ cái qua đám mưa này về cái dưa hấu này á bữa nay thấy cái màu nó hình như có vẻ chắc không được ngọt lắm ha tươi mà nhưng mà ngọt anh ăn thử miếng nó tươi mà nó trắng là ngọt mà nó héo mà nó vẫn còn trắng là có không nè ngọt làm thử miếng ấy thấy cái màu thấy chết quá hả nó dưa long an đó mới cắt gì vậy Trà Vinh ăn dưa long an không à cái dưa Trà Vinh leo vô dưa long an dưa Trà Vinh trở lại không ngon dưa long an nha dưa long an ngon hơn dưa long an thì nó có tiếng từ xưa giờ nhưng mà ai biết phải long an hay là không dưa khóm cũng vậy nó có long an ngọt quan trọng người ta có bán cho mình đúng gốc nữa không ngon giống như cua biển nè ở cái biển Cà Mau ở đâu cũng Cà Mau vậy đó nhưng mà cua Cà Mau đúng cua Cà Mau ngon hơn cua tép Cà Mau đều ngon lúc mà em đi qua Nhật á mấy cua biển bên Nhật á cũng có cua Cà Mau cũng bán cua Cà Mau cua bên Nhật bán cua Cà Mau bên con cua của nó gần cả ký luôn chị ký gì ký mấy con luôn á mà sống không sống ủa nó có biển mà đâu phải cua Cà Mau đâu trời ơi nói chung miễn hình hài nó vậy nè là cứ kêu cua Cà Mau à tức mưa luôn mưa rồi. Luôn rồi bữa nay em bữa nay mới nãy trước khi ăn á thì đã có mưa rồi mưa ha bữa nay mưa sớm nha thường á là ăn cơm xong ngồi rồi mới mưa bây giờ trước khi ăn mưa bây giờ vừa xong mưa chỗ lan em không đứt đem xuống cho nè
Ra bông lần nào chưa kìa? Chưa, mới đem xuống đây à, mới đem xuống vừa được rồi đó. Nghe nói tưới nước cơm vo nó vậy hả? Vậy hả? Nước cơm vo cứ để lại, để 1 2 ngày 2 3 ngày tưới vẫn được. Ví dụ mình mới vo mình tưới không hết á, để qua ngày sau tưới qua ngày sau. Vậy qua. Mốt á, vo cơm chưa lại. Tưới nước cơm đi. Còn bữa em với anh Đạt mua lan, cái bà kia bắt kêu cái gì pha bột ngọt với nước tưới đó. Bột đó ngọt với nước là tưới cứng lá mà ta, thấy ra mấy bột lâu, mướt. Phải là tưới hoài. Bầu mướt rồi nè, mấy cái cây á mà nó yếu yếu á, là tưới bột ngọt, không đó là tưới bột ngọt á. Cứng lá lên. Hồi sáng chạy đi bao nhiêu tiếng? Tiếng hồ tới đây rồi. Hả? Tiếng tới Bánh Canh Bánh Có rồi. Mày đổ mới xăng máy bay hả? 6 giờ đi, 7 giờ tới Bánh Canh Bánh Có ăn. Ông nội ơi, chạy gì lẹ dữ vậy? Còn dừng tới dừng lui. Rồi hai cưng về chênh chảnh khỏe nha, có rồi. Dịp xuống đây chơi nữa nha. Rồi em về nha. Em về đông chị Năm ơi. Rồi ông về hai đứa. Rồi bye 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 bye. Rồi, video đến đây kết thúc. Mình cảm ơn cả nhà đã xem ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại video lần sau.